Hôm nay mình làm món ăn mới cả nhà, cút nướng sa tế cả nhà. Thì mấy tập trước mình có bẫy được mấy con cút á cả nhà. Thì mình bẫy được mười mấy con á, mình để lại mình nướng nha cả nhà. Ở đây mình cũng làm không, mình không quay tại trễ quá cả nhà, tối á thì mình cũng không quay cách thức ốp sao cả nhà, chỉ mua sa tế về mình ốp vô rồi mình nướng thôi nha cả nhà. Bây giờ mình quay cận cảnh cho cả nhà xem mình nướng cút luôn nha cả nhà, mồi màu bén luôn cả nhà. Dạ, hay tối mình mở cái đèn led lên quay cho nó hơi sáng sáng tí cả nhà, chứ không quay được, mình nướng ở trước phòng á. Phao luôn rồi cả nhà, đây nè, mười mấy con cút. Mình nướng gần đường nó hơi, tiếng xe nó chạy qua về lại hơi ồn, cả nhà thông cảm nha. Chưa có thơm cả nhà ơi. Mình nướng cho con khô xong mình hạ lửa cho thấp xuống cả nhà. Cút này nhanh chín lắm. Mùi sẽ đã. Muốn nghe mùi này cả nhà, đã ghê luôn cả nhà. Nghe sướng lắm, để mình phóng gần lại tí nha cả nhà. Xe nó chạy qua hơi ồn quá cả nhà thông cảm đó nha. Nướng lửa từ từ về nó nóng, nó chín từ từ ăn nó mới ngon cả nhà, không để chín quá nó... cái này nó mau chín mới để nó khét. Hay nướng với con gà cũng ngon, tha hồ than nướng luôn. Đây mình than là mình có bỏ mấy cục đá dưới cả nhà, rửa than là mình bỏ mấy cục đá dưới cho nó nóng, nó giữ nóng lâu hơn nó khỏi bị tàn á. Thơm quá, mùi thơm à. Cái thành quả mình đi săn bắt mấy bữa này cả nhà, mình săn bắt mấy bữa mà mình rộng lại cả nhà, chứ mình không có nướng liền, tại vì mình không có đi bẫy nguyên ngày á, mình bẫy cứ nửa tiếng một tiếng gì đó mình dồn lại hai ba con, cái bẫy cút thì nó nhanh vô lắm. Có gì hôm nào mình chia sẻ cho cả nhà cách thức bẫy cút sau luôn nha, nó đơn giản lắm. Mình hạ lửa xuống tí với cả nhà, đúng không? Cho nó mau chín. Hạ lửa thì nó mới thơm nè, tuyệt vời luôn. Hạ cho thấp xuống cho nó ngon cả nhà, nhìn quá hấp dẫn luôn. Này mà uống bia là hết chơi luôn cả nhà, rồi nếu uống bia là khỏi phải chơi luôn, mồi bén. Mình mà làm ra cái gì mình đi săn bắt mà cái thành quả mình có là vui lắm cả nhà. Về thì có được thịt ăn nữa cũng ngon. Nhưng cút mình quay mình nướng mình ăn được, chứ còn mình bẹp thì mình chưa ăn, mình cũng chưa biết được cả nhà. Không biết thịt nó ngon sao mà nhiều người ta kêu ngon lắm mà ta không có nướng, người ta làm mà ta hầm thịt quắc không à. Hôm nay mình làm bắt cút về mình nướng. Cút rừng nó ăn là thịt nó là dai, béo, ngon. Còn cút nhà thì mình ăn qua nhiều lần rồi mà nó dở lắm, thịt nó bụng 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 đó, khó ăn lắm.
thơm ghê cả nhà. Đã thiệt. Rồi để mình tạm ngưng máy lại cả nhà. Để một tí nữa chín rồi mình vớt ra cho cả nhà xem luôn nha. Rồi sau thời gian chờ đợi chín rồi cả nhà ơi. Đây cả nhà. Đây mẻ đầu tiên nè cả nhà. Cả nhà nhìn thấy đã không? Đó, quyên một dĩa luôn, nhìn ngon cả nhà, vàng ôm. Đã thiệt. Còn mẻ này mình chờ đợi sao cả nhà ơi.